Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Thu Hoài. Hoa hậu trải qua 4 mối tình và cái kết bên chồng kém tuổi. Thu Hoài sinh năm 1976 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thu Hoài xếp hạng nổi tiếng thứ 13.601 trên thế giới và thứ 25 trong danh sách hoa hậu nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1976 vào khoảng 49,16 triệu người. Thu Hoài được nhiều người biết đến khi chị đăng quang hoa hậu, phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Trước đó, chị cũng được biết đến là một doanh nhân thành đạt với một chuỗi nhà hàng cùng với các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp. Được biết, nữ doanh nhân này từng có một khoảng thời gian dài sống, học tập và làm việc tại Đài Loan, Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài. Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, mặc dù đã là bà mẹ của ba con, thế nhưng Thu Hoài đặc biệt tự tin khi tham gia vào cuộc thi Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới năm 2012. Sở hữu chiều cao 1m62 cùng số đo 3 vòng 876292, cùng với vẻ đẹp tươi trẻ của mình, tham gia vào cuộc thi này cũng là lần đầu tiên chị tham dự vào một cuộc thi sắc đẹp. Được đánh giá cao ở vòng loại và được coi là ứng cử viên sáng giá nhất trong đêm chung kết diễn ra vào ngày 16 tháng 12 năm 2012. Với cách trả lời thông minh ứng xử, chị đã xuất sắc giành được sự đồng tình cũng như thuyết phục của ban giám khảo, giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Bên cạnh đó, cùng với sự tự tin duyên dáng, khuôn mặt anh ảnh của chị còn được nhận thêm hai giải thưởng phụ khác, đó là Hoa hậu ảnh và Hoa hậu ứng xử hay nhất. Sau cuộc thi, danh hiệu Hoa hậu giúp công việc kinh doanh của Thu Hoài thuận lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là những mối quan hệ với giới văn nghệ sĩ, chị quen biết nhiều hơn và chơi thân với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Và thẩm mỹ viện của chị là trung tâm chăm sóc sắc đẹp lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, đã có nhiều chi nhánh, đây cũng là chỗ lưu tới thường xuyên của không ít sao Việt. Và năm 2014, chị tiếp tục thử sức trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, đó là mở một nhà hàng chuyên các món Đài Loan ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đã ngoài tứ tuần, song Hoa hậu Thu Hoài vẫn khiến người khác phải trầm trồ bởi nhan sắc không tuổi của mình. Bên cạnh đó, chị cũng được nhiều người chú ý về độ giàu có cũng như sang chảnh của mình trong những đồ hiệu đắt tiền. Nhiều sự kiện, không ít lần nữ doanh nhân này đã chi ra khoảng vài tỷ để sắm cho mình những đồ đắt nhất. Hoa hậu Thu Hoài luôn khẳng định đẳng cấp thời trang mỗi khi xuất hiện trước công chúng trong những bộ trang sức gồm hoa tai, vòng cổ ngọc trai tinh tế và đồng hồ Piaget cùng với nhiều hãng thời trang đến từ các thương hiệu lớn của thế giới như Hermès, Chanel, Dior. Hiện nay chị là chủ sở hữu của 3 căn nhà, bao gồm một căn biệt thự sang trọng rộng 400m² với kiến trúc hiện đại, có hồ bơi lớn nằm ngay trong trung tâm nhà. Mới đây, chị cũng tiếp tục tậu nhà và phối cảnh 3D cho căn nhà này của mình. Ngoài nhà đẹp, nữ doanh nhân này còn sở hữu hai xế hộp khủng gồm chiếc limousine với nội thất sang trọng, tiện nghi và chiếc Audi trị giá 4 tỷ đồng. Gần đây, chị được biết tới là một trong những nhà tài trợ cho live show Kim Cương của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hoa hậu Thu Hoài tâm sự, cuộc đời của cô có hai giai đoạn vô cùng khủng hoảng mà không phải ai cũng biết có thể chịu đựng được và trải qua. Thời điểm đó ở Đài Loan, người chồng đầu tiên kết hôn với người làm trong nhà hàng của họ có lối sống rất không đạo đức, họ làm những cái mình phải gồng lên và buộc phải chịu đựng. Ông xã khống chế vì tôi chưa có giấy tờ, quốc tịch của mình chưa có mà đã bỏ Việt Nam đi lâu quá, bây giờ về biết sống làm gì. Còn ở đây, mình sống như cây tầm gửi, tới thời hạn mình phải xin giấy tờ, có xác nhận của chồng mới được ở lại, mình gây dựng bao nhiêu năm mà không có gì hết. Thực sự lúc đó tôi rất ngu vì mới 24-25 tuổi, không biết cái gì gọi là giấy tờ nhà, phải tên mình, không biết đăng ký bản quyền cửa hàng, nói chung không biết gì hết, Thu Hoài nghẹn ngào nhớ lại. Cuộc sống địa ngục ấy tiếp tục trôi qua, đến khi Thu Hoài bắt được quả tang chồng và nhân tình ở cùng nhau, nhờ lý do này cô đã giành được quyền nuôi con. Thời gian đó tất cả tiền kiếm được, cô đều dùng cho việc thuê luật sư. Cuối cùng vì quá tốn kém và không cam tâm, Thu Hoài làm liều, ẵm con thẳng về quê nhà, bỏ lại sau lưng tất cả tài sản và tiệm ăn, bản thân xây dựng. Người đẹp dùng số vốn còn lại thành lập một thẩm mỹ viện nhỏ tại Việt Nam. Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, điều Thu Hoài hối hận đau xót nhất là đã khiến các con không có tuổi thơ trọn vẹn. Những người chồng tôi chọn đều là điều tôi cảm thấy có lỗi với các con vì đem người ấy về mà không đàng hoàng với tụi nó. Không phải những cái tôi đang làm là hy sinh cho con tôi đâu, mà đó là cái tôi chịu trách nhiệm với điều mình đã làm ra. Các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.